Nguyên tôn tập 23, Phong Lôi Thành, Yêu Yêu Thương, Đục La Miu Kim chỉ thuyết minh tại kênh youtube gì các phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Tại một nơi nào đó ở thánh tích chi địa, Võ Hoàng đang ngồi xếp bằng ở trên đỉnh núi, hắn ngẩng đầu nhìn qua tòa thánh bia đang lơ lửng ở trên không trung kia, sắc mặt không có một chút gợn sóng nào mà nhìn vào chính chữ đang được hiển hiện ở trên mặt thánh bia. Một lát sau, thì Thao tự nói, Chu Tiểu Yêu, vì sao ta chưa từng nghe nói qua tên của người này, hắn ta lại có mối quan hệ như thế nào đối với tên Chu Nguyên kia? Bây giờ Yêu Yêu đang nữ giả nam trang, nên trong đối thoại của người ngoài thì sẽ xưng Yêu Yêu là hắn. Võ Hoàng nhíu mày lại, mọi việc xảy ra chính như những gì mà trên thánh bia đã viết, hắn đã cùng giao thủ với Chu Tiểu Yêu, thế nhưng đến cuối cùng lại bị rơi vào thế hạ phong, không thể không lập tức rút đi. Cuộc chiến đấu đó diễn ra cực kỳ kịch liệt, có thể coi đây là một trong những trận chiến gian nan nhất của Võ Hoàng trong những năm gần đây. Rõ ràng là người tên Chu Tiểu Yêu kia không có nguyên khí, thế nhưng lại có thần hồn vô cùng cường đại, không chỉ vậy, mà kẻ này còn có mức độ am hiểu cực lớn về nguyên văn phảng phất như chỉ cần tiện tay là hắn ta đã có thể gọi ra từng đạo nguyên văn với uy năng khó lường. Mặc dù biết rõ là đối với loại đối thủ như thế này, thì chỉ cần cẩn thận không ngừng tiêu hào sức lực của đối phương, hoặc là chiến đấu cận thân là có thể giành được chiến thắng. Thế nhưng Võ Hoàng đã thử rất nhiều lần nhưng không thể tới gần được phạm vi mười trượng quanh thân yêu yêu. Đối phương không ngừng tung ra từng đạo quyền trục với đủ loại nguyên văn cường đại, khiến cho ngay cả Võ Hoàng đều cảm thấy rất khó giải quyết. Mà lại, Võ Hoàng mơ hồ có thể cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm phát tán ra từ trên người yêu yêu chính loại khí tức nguy hiểm này khiến cho đến cuối cùng võ hoàng lựa chọn rút lui mà không phải là quyết tử chiến cùng với yêu yêu thân hôn của hắn ta cực mạnh thậm chí rất có khả năng là hắn ta vẫn chưa dùng hết toàn lực võ hoàng nói chậm rãi lần đầu tiên trên gương mặt hiện lên vẻ ngưng trọng rất nhiều hắn có cảm giác chỉ sợ người tên chu tiểu yêu này chính là trở ngại lớn nhất trong lần thí luyện tại thánh tích chi điện này nếu như không thể diệt trừ nhanh chóng kẻ này e rằng về sau mình sẽ gặp phải phiền phức không ngừng võ hoàng nói một mình đột nhiên hắn nhắm hai mắt lại đứng lên chậm rãi nói với giọng đầy thản nhiên, nếu như đã tới thì hãy hiện thân đi, giấu đầu lộ đuôi như vậy thì có khác gì so với lũ chuột nhắn cơ chứ. Âm thanh của Võ Hoàng vang vọng khắp xung quanh, nhưng mọc bốn phía vẫn hoàn toàn yên tĩnh như cũ. Trong mắt Võ Hoàng hiện lên vẻ lạnh lùng, bỗng nhiên năm ngón tay nắm chặt lại, đánh mạnh một quyền về một chỗ ở phương hướng cách đó không xa. Oanh! Nguyên khí màu xích hồng gào thét mà ra, khiến cho mặt đất dưới chân đều như bị hòa tan. Nguyên khí màu xích hồng bắn thẳng tới mục tiêu tại nơi nào đó, bất quá ngay tại thời điểm sắp trúng đích, thì phảng phất hư không hơi chập trùng một chút sau đó từ giữa không trung có một cái bàn tay thon dài tái nhợt vươn ra chậm rãi bàn tay kia xoay trong nhẹ nhàng lập tức nguyên khí màu xích hồng vốn đang gào thét lao đến với khí thế hung hãn kia lại dừng lại phía trước lòng bàn tay này một luồng nguyên khí màu sắc tăm tối tiến ra dũng mãnh từ trong cái bàn tay tái nhợt này cùng va chạm với nguyên khí màu xích hồng cuối cùng đem luồng nguyên khí này cho hóa giải tại trong một mảnh âm thanh xèo xèo dù sao thì cũng là khách tới từ phương xa làm gì mà lại không để tình một chút nào như thế đột nhiên có một đạo âm thanh khàn khàn vang lên không khí chấn động chập trùng lập tức có một bóng người mặc áo bào màu đen xuất hiện chậm rãi ở phía trước nhìn kỹ lại thì đây là một người thanh niên mặc áo đen hắn có một đôi tròng mắt màu đen kịt khi nhìn vào cảm giác giống như là một vòng xoáy khiến cho người nhìn rung động tâm hồn ngươi là ai tại sao ta chưa từng nhớ tới ở trên thương mang đại lục này lại có một nhân vật như ngươi vậy võ hoàng nhìn chằm chằm vào tên thanh niên mắt đen này hắn hơi nhíu mày lại khí tức phát ra từ trên người kẻ này khiến cho võ hoàng cảm thấy kiêng kỵ hiển nhiên đây cũng không phải làm kẻ tầm thường tên thanh niên mặc áo đen chỉ cười cười nói đông huyền đại lục diệp gia diệp minh đôi đồng tử của võ hoàng có chút co rút lại nói một cách đầy lạnh lùng người của đông huyền đại lục thế nhưng nơi thánh tích chi địa này lại là đại tạo hóa của thương mang đại lục chúng ta vậy mà đông huyền đại lục các ngươi cũng dám xen vào xem ra là các ngươi có ý đồ làm loạn muốn cướp đoạt tạo hóa của thương mang đại lục thanh niên mặc áo đen chỉ lắc đầu nói tạo hóa vốn là của ông trời ban cho cũng không phải là của dương mình ai chỉ có kẻ mạnh chân chính mới xứng đáng có được nó nếu là ta có thể đoạt được phần tạo hóa kia như vậy tự nhiên nói rõ ràng những kiêu tử của đông huyền đại lục chúng ta càng có tư cách càng phù hợp hơn võ hoàng nghe vậy thì thản nhiên nói vậy thì ta phải thử một chút xem người lấy đâu ra tư cách để mà lớn lối như vậy vừa mới dứt lời thì bên trên thân thể của võ hoàng bắt đầu có nguyên khí màu xích hồng dâng lên tại sao lưng hán cũng xuất hiện một vòng xích hồng đại nhật nham thạch dưới chân cũng bắt đầu hòa tan nguyên khí mà võ hoàng tu luyện có chút tương tự với tiêu thiên huyền thế nhưng hiển nhiên nguyên khí của võ hoàng lại càng thêm bá đạo thanh niên mặc áo đen khoát tay áo nói thực sự mục đích của ta tới nơi này cũng không phải là muốn động thủ cùng với ngươi mà là có ý định hợp tác hợp tác hai mắt võ hoàng nhau lại âm thanh khàn khàn của thanh niên mặc áo đen tên là diệp minh lại vang lên ta đã từng được chứng kiến cuộc chiến đấu giữa ngươi cùng kẻ có tên là chu tiểu yêu kia nghe vậy trong lòng võ hoàng hơi run sợ một hồi lúc chiến đấu hắn cũng không hề phát hiện rằng xung quanh lại có người ẩn nấp xem ra quả thực tên diệp minh này cũng có chức quỷ dị chắc hẳn ngươi cũng không phát hiện được sự tồn tại của ta đâu nhỉ ha ha thế nhưng kẻ có tên chu tiểu yêu kia lại phát hiện cho nên hắn ta cũng không dùng hết toàn lực để chiến đấu với ngươi mà phân ra một bộ phận để phòng bị ta phòng xoáy trong đôi mắt đen của diệp minh lưu truyền nói nói thử thì ta cũng không nghĩ tới vậy mà trên thương mang đại lục của các người lại xuất hiện nhân vật thiên tài bậc này diệp minh cười nhạt nói nghe vậy khuôn mặt võ hoàng cũng chẳng có biểu hiện gì nghe nói kẻ có tên chu tiểu yêu này lại có quan hệ vô cùng tốt với đối thủ chu nguyên kia của ngươi thế nên dù thế nào thì hắn ta cũng sẽ luôn đối đầu với ngươi diệp minh chậm rãi nói thực lực của kẻ này là một sự uy hiếp vô cùng lớn đối với chúng ta nhưng nếu như chúng ta có thể liên thủ lại thì nhất định có thể diệt trừ hắn ta ta cảm thấy đối với người mà nói thì cuộc hợp tác này cũng rất trọng yếu ánh mắt võ hoàng trở nên tĩnh mịch quả thực là hắn đã thuyết phục một chút bởi vì kẻ có tên chu tiểu yêu kia quá mức thần bí tất nhiên sẽ là một tai họa ngầm cản trở việc giành được tạo hóa lớn nhất ở trong nơi thánh tích chi địa này của hắn thậm chí uy hiếp của người này còn lớn hơn so với mấy người lý thuần quân về phần việc hợp tác đối với những kẻ đến từ đông huyền đại lục này thì liệu có khiến cho những tiêu tử của thương mang đại lục phỉ nhổ hay không vậy hiển nhiên cũng không phải là việc mà võ hoàng cần cân nhắc bởi lẽ để có thể tiến thêm một bước trên con đường trở thành cường giả hắn sẽ không từ bất cứ một thủ đoạn nào mặc dù chu tiểu yêu không có nguyên khí nhưng thực lực của hắn ta lại vô cùng thần bí dù cho sau khi liên thủ chúng ta có thể đánh thắng được hắn ta nhưng cũng không chắc có thể đem ý diệt trừ võ hoàng trầm ngâm nói nếu như hai người chúng ta không được vậy nếu này có thêm bốn người thì sao diệp minh mỉm cười nói mà ngay tại lúc mà âm thanh của hắn vừa kết thúc võ hoàng cảm giác được bốn phía có bốn luồng nguyên khí chấn động bộc phát lại sau đó liền có bốn đạo bóng người phóng lên trời bay vào xung quanh bốn phía của hắn bốn người vừa mới xuất hiện này cũng cực kỳ trẻ tuổi thế nhưng nguyên khí chấn động cường đại quanh thân bọn hắn lại khiến cho ánh mắt võ hoàng ngưng tụ lại chỉ sợ thực lực của bốn người này cũng không hề yếu hơn so với kiếm hạt tử xem ra mấy kẻ đến từ đông huyền đại lục này cũng là có chuẩn bị mà đến không cần nghĩ cũng biết mục đích của bọn họ chính là muốn đoạt lấy phần tạo hóa này của thương mang đại lục thần sắc của võ hoàng không có bất kỳ một chấn động nào mặc dù vừa vặn lúc này hắn đang ở trong vòng vây của năm người thế nhưng trên khuôn mặt hắn cũng không hiện lên bất kỳ vẻ sợ hãi nào cả bởi vì chỉ cần hắn muốn rời đi thì tự nhiên sẽ có biện pháp với thực lực hiện tại thì có lẽ có thể thực hiện được rồi võ hoàng chậm rãi nói loại đội hình này có thể coi là khủng bố có thể nghĩ dù cho kẻ có tên chu tiểu yêu kia có mạnh đến thế nào thế nhưng một khi rơi vào bên trong vòng vây của bọn họ cũng tất nhiên là trốn không thoát diệp minh cười khẽ một tiếng nói nếu đã như vậy vậy vụ hợp tác này tạm thời đàm phán thành công bất quá sau khi việc này hoàn thành chúng ta không có việc muốn nhiều người hỗ trợ võ hoàng bình tĩnh mà nói chuyện gì những đồng đội này của ta rất có hứng thú với những vị kiêu tử đỉnh tiêm kia của thương mang đại lục các ngươi chúng ta muốn mượn bọn họ để ghi danh ở trên tòa thánh bia đằng kia võ hoàng thản nhiên nói ta có thể dẫn đường bất quá những người kia cũng không phải là kẻ tầm thường đến lúc đó rốt cuộc là ai thắng ai ai mượn nhờ ai để ghi danh thánh bia vậy thì ta cũng không dám hứa trước đương nhiên nếu như các người lưỡng bại câu thương là tốt nhất việc này cũng không cần phải phiền phức đến ngươi phải quan tâm diệp minh lắc đầu chợt hắn nhìn xem võ hoàng cười nói chẳng lẽ ngươi không hề lo lắng đến lúc đó người của đông huyền đại lục chúng ta độc chiếm vị trí đầu khiến cho những tư tử của thương bang đại lục các người mất mặt hết hay sao võ hoàng nghĩ nghĩ nói việc này thì liên quan gì tới ta diệp minh hơi giật mình chợt nở nụ cười hợp tác vui vẻ đã qua thời gian 7 ngày kể từ sau trận đại chiến giữa trung nguyên và tư thiên huyền trong khoảng thời gian 7 ngày này theo thời gian dần trôi qua Khu vực thánh tích chi địa dần dần trở nên náo nhiệt cùng sôi trào lên, bởi vì càng ngày càng có nhiều tạo hóa xuất hiện, từ đó hình thành nên những khu vực kỳ diệu. Chỉ cần có thể đi được vào trong đó là có thể thu hoạch được thành quả cực lớn. Trong những ngày này, đã có không ít thông tin được truyền ra về việc một số người có vận khí tốt thu được những tạo hóa này, nhờ vào đó thay ra đổi thịt, vốn chỉ có thể coi là người có thực lực bình thường lại một bước lên trời, trở thành người nổi bật ngay cả trong số những tiêu tử đỉnh cao kia. Từ từ đó càng làm cho những người khác ước ao ham muốn, trong lúc nhất thời việc tìm kiếm những mảnh đất chứa đựng đại tạo hóa này trở thành thứ mà mọi người ước mơ tha thiết nhất đương nhiên khi việc tìm kiếm tạo hóa chi địa trở nên nồng nhiệt thì cùng với đó những trận chiến đấu kịch liệt cũng liên tục bạo phát tại trong những trận chiến đấu này một chút kiêu tử đã dựa vào đó để thể hiện tài năng từ đó thanh danh vang dội ở trong đó cũng bao gồm chu nguyên với chiến tích đánh bại tương thiên huyền chỉ là nếu đem những chiến tích của những người này so sánh với cuộc chiến của yêu yêu thì quả thật là không đáng giá nhắc tới bởi vì cho đến nay trên tấm thánh bia kia vẫn chỉ lưu tên một người duy nhất đó chính là yêu yêu. Hiển nhiên, để có thể nhận được đánh giá là có chiến tích hiển hách kia thì cũng không quá dễ dàng. Bởi vậy, tất cả mọi người đều đang không ngừng vùi đầu tu luyện, không ngừng săn bắt rất nhiều nguyên thú, dựa đó để tăng lên thực lực của bản thân nhanh chóng, từ đó có thể có được đánh giá là chiến tích hiển hách, lưu danh trên thánh bia. Mà Chu Nguyên cũng là như thế. Cùng với việc không ngừng săn giết nguyên thú để tăng lên thực lực của bản thân, Chu Nguyên cũng đang tìm kiếm không ngừng thời tiết có lôi điện xuất hiện, bởi vì chỉ có tại trong lôi bạo hắn mới có thể đủ điều kiện để tu thành môn tiểu thiên nguyên thuật tên là đại phong lôi kia mà dưới sự tìm kiếm không ngừng nghỉ này cuối cùng thì trung nguyên cũng tìm được một nơi thích hợp ầm um, ầm um. đây là một khu vực đất đai rộng lớn hoang vu xung quanh là dãy núi đứng sừng sững ngọn núi cực cao đâm thẳng vào trong mây xanh mà trên những dãy núi này không thể tìm thấy bất luận một loài cây nào cả chỉ có một màu nâu xám trụi lùi nhìn qua cảm giác trống vắng hoang vu kỳ lạ là tại trên đỉnh núi của những ngọn núi này có những đám mây lôi điện dày đặc bao phủ quanh năm tiếng sấm ầm ầm không ngừng truyền ra vang vọng đất trời chu nguyên đứng ở trên ngọn núi cao nguy nga tráng lệ đỉnh ngọn núi chui vào bên trong đám mây lôi điện xung quanh núi tràn đầy mây đen sấm chớp ở trong đó điên cuồng lấp lóe chỉ nhìn thôi đã khiến cho người ta kinh ngạc run rẩy bạn đang xem nguyên tôn được thuyết minh tại kênh youtube di các phim thế nhưng mặt mũi chu nguyên lại tràn đầy vẻ mừng rỡ chỉ vì nơi này chính là chỗ thích hợp nhất để tu luyện đại phong lôi mà một khi có thể tu thành môn tiểu thiên nguyên thuật đại phong lôi này lực chiến đấu của hắn sẽ lại tăng thêm rất nhiều chu nguyên ngồi xếp bằng ở trên đỉnh núi theo thời gian dần trôi qua tâm thần dần trầm tĩnh lại phảng phất những tiếng sấm vang vọng đất trời kia cũng chỉ là thoang thoảng ở bên tai lúc này trong đầu của trung nguyên đang có một bài khẩu quyết phức tạp mà huyền ảo hiện lên chính là phương pháp tu luyện của môn đại phong lôi kia cả một phong lôi hòa vào nguyên khí hội tụ dấu vết sau một hồi trung nguyên chậm rãi mở ra hai mắt bàn tay hắn nắm lại chỉ thấy viên dẫn lôi thạch kia xuất hiện ở bên trong lòng bàn tay trung nguyên viên đá màu đen dâng lên chậm chậm cuối cùng nơi lượng ở trên đỉnh đầu của hắn trung nguyên điều động nguyên khí xâm nhập vào bên trong lập tức có những tiếng sấm nổ kỳ lạ vang lên từ bên trong vô số những lỗ thủng trên bề mặt dẫn lôi thạch ầm ầm phảng phất như vào lúc này phong lôi đầy trời trên kia nhận lấy một loại hấp dẫn nào đó chợt nghe có một tiếng vang thật lớn vang lên chỉ thấy có một tia chớp rộng ước chừng hơn một xích đào thét mà lao xuống đánh vào bên trên dẫn lôi thạch dẫn lôi thạch run rẩy một trận lôi quang cũng bị nó hấp thu vào bên trong ngay sau đó những lôi quang này lại được phun ra một lần nữa từ trong vô số những lỗ thủng kia đánh trực tiếp vào bên trên thân thể của trung nguyên lôi đình đánh vào trên người khiến cho trung nguyên không nhịn được mà run rẩy lên máu thịt toàn thân đều sôi trào một cỗ cảm giác đau đớn tình liệt tràn đầy trong tâm trí trung nguyên đau đến nhe răng trợn mắt thế nhưng vẫn cố cắn răng chống đỡ lấy muốn cảm ngộ được phong lôi lưu lại ấn ký của phong lôi ở bên trong cơ thể vậy thì phải chịu đựng được sự trùng kích của phong lôi vào trên thân thể như vậy mới có thể khiến cho tự thân dần thích ứng với lôi điện theo thời gian trôi qua sự huyền ảo cường đại của tiểu thiên nguyên thuật xa không phải huyền nguyên thuật có thể so sánh được thế nên phương pháp tu luyện của nó cũng càng kỳ dị và gian nan hơn cũng may là có dẫn lôi thạch từ đó có thể hấp dẫn phong lôi không ngừng bằng không chỉ sợ hiệu suất tu luyện sẽ hạ thấp rất nhiều trung nguyên tự nói một tiếng sau đó liền lắc đầu vứt bỏ những suy nghĩ lung tung ầm ầm thế là tại nơi đỉnh núi này tiếng lôi minh không ngừng vang vọng trong những luồng lôi quang sáng trói ấy có thể nhìn thấy mơ hồ thân ảnh của trung nguyên đang không ngừng run rẩy kia tại một nơi nào đó của thánh tích chi địa bên trong một nơi rừng sâu yêu yêu với bộ áo trắng toàn thân đang ngồi nghiêng mình ở trên một thân cây từ chiếc quần bó bó sát vào đôi chân dài của nàng lộ ra sự tinh tế thẳng tắp yêu yêu nhẹ nhàng cua cua bàn chân sau đó lấy một cái chén ngọc ra từ trong túi càn khôn luồn vào bên trong hốc cây đợi đến khi lại một lần nữa lấy ra chén ngọc chỉ thấy trong đó vậy mà đựng đầy chất lỏng màu lục bích từ đó có một cỗ mùi rượu nồng đậm phát tán ra ha không nghĩ tới lại có thể gặp được thứ đồ tốt như vậy ở nơi này yêu yêu nhấp nhẹ nhàng một ngụm đầu lưỡi phấn nộn liếm liếm đôi môi đỏ mọng sau đó bên trên gò má tuyệt đẹp như ngọc kia lộ ra nét mà tươi cười hài lòng khẹt chít tại bên dưới cây đại thụ đang có một đám khỉ vô cùng tức giận mà gào thét lấy thế nhưng chúng lại cũng không dám tới gần chỉ có thể gấp gáp đến độ vào đầu bứt tai không ngừng kêu réo chít chít lên ta chỉ là uống một chút mà thôi nghe được tiếng kêu của những con khỉ này yêu yêu ngạo đầu nhìn về phía bọn chúng mỉm cười nói bất quá nếu như các người vẫn tiếp tục quấy rầy ta nữa ta liền xử lý các người đấy nhé chỉ trong nháy mắt tiếng kêu ầm ĩ liền im bặt lại toàn thân lông tơ của đám khỉ kia đều dựng thẳng đứng lên cả lũ cùng ôm vào một chỗ mà run lẩy bẩy bởi vì tại thời khắc này bọn chúng có thể cảm nhận được sự đáng sợ phát ra từ cô gái nhân loại này thật là ngoan yêu yêu hơi gật đầu một cái lại ngẩng đầu lên lộ ra cái cổ thon dài trắng như tuyết uống một hơi cạn sạch những tử dịch ở bên trong chén ngọc kia tử dịch rượu ở dạng dịch cô đặc thường dùng chỉ rượu ngon nàng đột nhiên bỏ qua chén ngọc trong tay bên trong con ngươi vốn linh hoạt kỳ ảo mà thanh tịnh kia ngưng tụ lại điểm điểm hàn ý nàng thản nhiên nói xem ra lần trước vẫn còn chưa dạy dỗ người tới nơi tới chốn chỉ thấy ngay tại phía trước nhà có một đạo ánh sáng màu đỏ tươi hạ xuống nhìn lại thì chính là võ hoàng chân hắn dẫm lên lá cây thân hình lại không nhúc nhích tí nào võ hoàng nhìn chằm chằm vào yêu yêu nói một cách chậm rãi ngươi có quan hệ như thế nào với tên chu nguyên kia nếu như bây giờ ngươi có thể lựa chọn sáng suốt không xen vào việc giữa ta và tên chu nguyên đó thì hôm nay ta có thể để cho ngươi rời đi đột nhiên trong tay yêu yêu xuất hiện một thanh quạt xếp cô nhẹ nhàng vuốt lòng bàn tay hơi nghiêng đầu một chút nhìn về võ hoàng nhạt tiếng mà nói thực sự thì ta chẳng có một chút cảm giác tốt đẹp nào đối với những tên ăn trộm người nói cái gì nghe vậy ánh mắt võ hoàng trở nên lạnh lùng vô cùng khi thế kinh người cũng bộc phát ra từ thể nội hắn quạt xếp chống đỡ lấy cái cằm thon gọn xinh đẹp của yêu yêu chỉ nghe nàng nói một cách lười biếng cầm thứ vốn không thuộc về mình đây không phải ăn trộm thì là cái gì xem ra thực sự là ngươi không còn muốn sống phảng phất trong mắt võ hoàng dâng lên từng luồng hỏa diễm trong thanh âm băng lãnh của hắn cũng tràn đầy sát khí lúc này cũng mới chỉ qua thời gian mấy ngày mà thôi xem ra ngươi liền vết sẹo tốt thì quên đau vết sẹo tốt thì quên đau như kiểu vừa khỏi ốm lại đi tắm mưa không chịu chừa bên trên mi tâm trơn bóng kia của yêu yêu có quang mang thần hồn lấp lánh một cỗ dao động cường đại của thần hồn lan tràn ra ha ha quả đúng là một cỗ thần hồn rất lớn mạnh đột nhiên có một âm thanh khàn khàn vang lên ở sâu trong rừng chỉ thấy tại một nơi cách không xa sau lưng yêu yêu có một bóng người mặc áo đen đang đi tới chậm rãi rõ ràng là kẻ có tên là diệp Minh kia kẻ mà lần trước núp trong bóng tối xem cuộc chiến của chúng ta chính là ngươi nhỉ yêu yêu nghiêng đầu nhìn diệp minh một chút lại thản nhiên nói không nghĩ tới vậy mà hai người các ngươi lại kết bè kết lũ với nhau diệp minh than thở một tiếng nói trong thế hệ trẻ tuổi hôm nay ta chưa từng gặp được người nào có thần hồn có thể so sánh được với ngươi thế nên để cho mọi việc có thể diễn ra ổn thỏa ta cảm thấy ngươi không nên tiếp tục xuất hiện ở trong thánh tích chi điện này bởi lẽ ngươi sẽ trở thành trở ngại lớn nhất của chúng ta lúc này yêu yêu cũng đứng lên từ trên thân cây sáng người của nàng thon dài mà thẳng tắp âm thanh của nàng bình tĩnh nói quả thực nếu như hai người các người liên thủ thì sẽ rất mạnh thế nhưng cũng không nhất định có thể bắt lại được ta diệp minh cười nhẹ gật gật đầu nói như vậy nếu như thêm mấy người này thì sao hắn xoay bàn tay ra vỗ nhẹ nhà một cái oanh đột nhiên bốn luồng dao động cường đại của nguyên khí bộc phát từ bên trong rừng sâu từng mảnh nhỏ cây cối ở chung quanh đều bị thổi quét vẻ gãy chỉ thấy mấy người này đã tạo thành trận hình vây nhốt lại xung quanh vị trí của yêu 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 nhìn thoáng qua bốn phương tám hướng đang có người vây đến kia rốt cục lần này lông mày của nàng cũng nhăn lại đối phương lại sử dụng loại đội hình có thực lực khủng bố như thế này để đối phó với nàng quả thực là cũng hơi rắc rối một chút rồi đây ầm ầm đám mây lôi điện màu đen phun ra lôi đỉnh tựa như những con rán màu bạc tương đạo lôi đỉnh gào thét mà lao xuống cuối cùng đánh vào bên trên một viên dẫn lôi thạch màu đen từ đó phóng xuất ra phong lôi chi lực đánh vào trên thân chu nguyên đang ngồi xếp bằng ở phía dưới mà mỗi khi phong lôi chi lực rơi xuống thì thân thể chu nguyên liền sẽ không nhịn được run rẩy một chút mặc dù chu nguyên cũng đã cảm thấy chết lặng với loại đau nhức kịch liệt này thế nhưng thân thể vẫn sẽ không tự chủ mà tạo ra phản ứng hai con mắt của chu nguyên nhắm chặt lại không để ý tới sự đau nhức kịch liệt đang lan tràn khắp thân thể tại trong mấy ngày tu luyện này hắn đã có thể dần dần thích ứng với việc trùng kích của lôi đình mà lúc này sự chú ý toàn bộ tinh thần của hắn đều dồn vào bên trong thể nội chỉ thấy lúc này tại bên trong khí phủ màu huyết sắc đang sơ trào từng luồng nguyên khí hùng hồn kia đã bắt đầu xuất hiện lôi quang mơ hồ nhỏ xíu bên ngoài những lôi quang này còn quấn quanh từng đạo gió xoáy lôi quang cùng gió xoáy lấp lóe hội tụ vào nhau thỉnh thoảng lại hấp thu một sợi nguyên khí theo thời gian dần trôi qua tựa hồ chúng đã biến thành một đạo dấu ấn cực kỳ huyền diệu dấu ấn ấy giống như tôi lại giống như gió tựa như tự nhiên sinh ra cực kỳ thâm ảo tối nghĩa dấu ấn này được xưng là thuật ngấn trải qua phương pháp tu luyện đặc thù từ đó hình thành được ra dấu ấn một khi thuật ngấn được tu thành sẽ ghi khắc lại tại trong khí phủ của bản thân cái này cũng giống như khi gieo một viên hạt giống về sau nếu như muốn thi triển thì chỉ cần lấy nguyên khí điều động dung hợp chúng vào với nhau là có thể thi triển thành công ra bên ngoài bất quá hiển nhiên là thuật ngấn của tiểu thiên nguyên thuật vẫn còn đơn giản một chút nghe nói đối với những môn thiên nguyên thuật chân chính kia thì việc ngưng tụ ra thuật ngấn là cực kỳ khó khăn điều này đòi hỏi yêu cầu cực kỳ hà khắc đối với thiên phú bản thân cũng như ngộ tính nghe nói những vị cường già trên đời này tu hành rất nhiều môn thiên nguyên thuật bên trong khí phủ của bọn họ có thuật ngấn dày đặc như sao trời chỉ cần vừa thi triển đã có thể hoàn thành đủ loại nguyên thuật cường đại mà tại sau khi những vị cường giả này mất đi thuật ngấn cũng sẽ dựa vào ý chí của bọn họ mà lưu lại thế gian chẳng nói đâu xa những nguyên thuật tồn tại bên trong thể nội của nguyên thú sống ở nơi thánh tích chi điện này cũng là như thế mà trước mắt đạo thuật ngấn của đại phong lôi mà chu nguyên ngưng tụ ra này cũng mới chỉ hình thành hình thức ban đầu nếu muốn chân chính hoàn thành thì còn cần phải tự thân chu nguyên không ngừng tiếp xúc cùng với phong lôi cảm ngộ lượng ẩn chứa ở bên trong đó oanh hai mắt vẫn nhắm chặt của chu nguyên lại đột nhiên mở ra vào lúc này sâu trong con ngươi dường như có lơ quang quét qua hai bàn tay chu nguyên trụm lại thành hình dáng trường ấn giống như vây quanh nhật nguyệt hô ứng với thuật ngắn bên trong khí phủ chấn động xoẹt đột nhiên có lôi quang hiển hiện chỉ thấy trong lòng bàn tay chu nguyên lấp lóe lôi quang ban đầu chỉ giống như một điểm sáng nhỏ sau đó dưới sự đầu nhập không ngừng của nguyên khí dần dần căng phồng lên trực tiếp biến thành một viên lôi cầu màu xanh đen lớn chừng một xích bên trên lôi cầu có từng luồng dao động vô cùng cuồng bạo phát tán ra bàn tay chu nguyên hắt lên viên lôi cầu màu xanh đen bắn mãnh liệt ra ngoài với tốc độ nhanh đến kinh người chỉ lóe lên một cái đã xuất hiện ở khoảng cách ngoài trăm trượng, sau đó đánh vào bên trên một đỉnh núi. Âm âm. Lúc này cả ngọn núi đầu sụp đổ xuống, từng viên đất đá lăn xuống với lực phá hoại kinh người. Không hổ là tiểu tiên nguyên thuật. Trung Nguyên đưa mắt nhìn qua lực phá hoại của chiêu này, cũng là không nhịn được mà giật mình. Lúc trước hắn chỉ là tiện tay mà đánh ra, cũng không dùng hết toàn lực, thế nhưng lực phá hoại tạo ra đã có thể mạnh hơn rất nhiều so với khi hắn thi triển toàn lực long bi thủ. Trên gương mặt Trung Nguyên hiện lên vẻ vui mừng, môn tiểu tiên nguyên thuật có tên đại phong lôi này hoàn toàn không để hắn phải thất vọng cũng không ổn công hắn phải chịu đựng xét đánh những ngày qua sau khi tu thành môn đại phong lôi này sức chiến đấu của mình lại có sự tăng lên chu nguyên tự nói hôm nay liền xem như có gặp phải những tiêu tử đỉnh tiêm kia thì hắn cũng có sức để đánh một trận ông mà ngay trời lúc mà chu nguyên đang tự nói hắn bỗng nhiên phát hiện được có sự dao động dị thường xuất hiện ở tòa thánh bia trên không trung lúc này liền ngẩng đầu lên thì nhìn thấy đang có một luồng ánh sáng ngưng tụ lại ở bên trên mặt thánh bia nhìn thấy cảnh tượng này ánh mắt trung nguyên lập tức động lại mỗi khi thánh bia có xuất hiện loại tình trạng dị thường như thế này vậy điều đó đại biểu cho việc những dòng chữ trên thánh bia lại có biến hóa lần này lại là ai có thể lưu danh ở trên tấm bia kia tại dưới cái nhìn chăm chú của trung nguyên theo thời gian dần trôi qua luồng ánh sáng trên thánh bia dần nổi nhạt đi cuối cùng có vài dòng chữ cổ xưa xuất hiện ở trên mặt bia đá võ hoàng đông Nguyên đại lục diệp minh hai hàng chữ xuất hiện đầu tiên trực tiếp khiến cho chu nguyên sửng sốt một chút dù sao thì võ hoàng cũng coi như là người mà hắn quen biết thế nhưng người có tên diệp minh này lại là ai đông huyền đại lục vậy mà người này không phải là người của thương mang đại lục bọn hắn nếu đã vậy thì làm sao hắn lại có thể tiến vào thành tích chi địa chu nguyên nhíu mày lại bất quá sau một khắc khi hắn nhìn thấy nội dung ở phía sau hai cái tên này thì trong nháy mắt sắc mặt hắn trở nên kịch biến sát ý hừng hực đột nhiên bùng lên ở trong mắt võ hoàng diệp minh liên thủ chiến chu tiểu yêu chu tiểu yêu thương oanh một luồng nguyên khí cuồng bạo bỗng nhiên bộc phát ra từ thể nội trung nguyên lúc này khuôn mặt của trung nguyên cũng trở nên dữ tợn võ hoàng ta muốn người phải chết tiếng gầm tràn đầy sát khí vang dội khắp đỉnh núi thậm chí lấn át cả tiếng sấm đầy trời từng lớp từng lớp nguyên khí cuồng bạo cuộn trào sau một lúc lâu mới dần dần bình ổn lại trung nguyên bắt buộc chính mình phải tỉnh táo lại hắn nhìn chằm chằm vào cái tên võ hoàng xuất hiện ở trên mặt thánh bia kia hiển nhiên lần thứ nhất giao thủ cùng với yêu yêu thì võ hoàng đã rơi vào thế hạ phong thế nhưng sau đó hắn lại liên thủ cùng với người tên là diệp minh đến từ đông huyền đại lục kia quay trở lại trả thù yêu yêu mà có thể có tư cách trở thành đồng bọn của võ hoàng có thể thấy thực lực của kẻ tên là diệp minh này cũng sâu không lường được bạn đang xem nguyên tôn được thuyết minh tại kênh youtube di các phim mà đối mặt với hai vị kiêu tử đỉnh tiêm thì mặc dù thần hồn của yêu yêu có cường đại nhưng nàng cũng có nhược điểm đó chính là không có nguyên khí thân thể rất yếu đuối một khi bị người khác tiếp cận tấn công gần thân thể thì rất có thể sẽ bị thương yêu yêu đã bị tổn thương không được mình phải lập tức đi tìm nàng sắc mặt chu nguyên có phần tái nhợt hắn trực tiếp nhảy xuống đỉnh núi ngay lúc thân hình rơi xuống giữa không trung thì có một luồng nguyên khí màu ánh kim hình thành ngay ở dưới chân nâng đỡ lấy cơ thể hắn chu nguyên dẫm trên đám mây nguyên khí này đột nhiên phóng lên tận trời hắn đã từng đáp ứng sư phụ thương nguyên rằng sẽ bảo vệ bình an cho yêu yêu thế mà bây giờ yêu yêu lại bị tổn thương trong khi hắn lại không thể ở bên cạnh nàng chẳng may nàng xuất hiện điều gì ngoài ý muốn thì chỉ sợ chu nguyên sẽ tự trách mình cả đời nghĩ tới đây sát ý trong mắt chu nguyên lại càng thêm mãnh liệt võ hoàng nơi thánh tích chi điện này sẽ trở thành mùa chôn xương của ngươi ngay tại thời điểm mà chu nguyên nhìn thấy thánh bia thì cùng lúc đó rất nhiều kiêu tử đang tu luyện ở bên trong thánh tích chi địa cũng nhìn thấy tên của hai người võ hoàng và diệp minh leo lên bên trên thánh bia lúc này âm thanh xôn xao cũng bộc phát ngập trời quả nhiên võ hoàng cũng đã ghi được tên mình lên trên tấm bia bất quá kẻ có tên là diệp minh kia lại là ai mẹ nó tên này lại là người của đông huyền đại lục thành tích chi địa là tạo hóa của thương mang đại lục chúng ta những kẻ đến từ Đông Huyền đại lục này lại có tư cách gì mà trà trộn vào, chẳng lẽ bọn hắn cũng muốn cướp đoạt tạo hóa của thương mang đại lục chúng ta hay sao? Tên võ hoàng này thật là không biết liêm sỉ, vậy mà lại liên thủ với những kẻ đến từ Đông Huyền đại lục này để đối phó với Chu Tiểu Yêu. Hừ, vốn còn coi rằng tên võ hoàng này là một người quang minh chính đại, ai ngờ cũng là một kẻ không từ thủ đoạn như thế, thật chẳng biết xấu hổ, đã đánh không lại người khác, lại đi tìm kẻ ngoài đến để trả thù. Hoàn toàn chính xác, thật là không biết xấu hổ, nếu như kẻ này bị ta gặp phải, thì chắc chắn ta phải nhổ nước bọt vào cái bản mặt vô sỉ của hắn. Âm thanh xôn xao vang vọng mỗi một nơi hẻo lánh của thánh tích chi địa, tất cả mọi người đều bị thông tin hiển lộ ở trên thánh bia làm cho rung động. Đương nhiên, điều khiến cho bọn họ căm ghét tức giận nhất chính là kẻ có tên là Diệp Minh đến từ Đông Huyền Đại Lục kia. Điều này đã trực tiếp chỉ ra, bên trong nơi thánh tích chi địa của bọn họ đã xuất hiện bóng dáng của những kẻ ngoại lai đến từ Đông Huyền Đại Lục. Hiển nhiên, mục đích của bọn người này chính là đến cướp đoạt tạo hóa của Thương Mang Đại Lục bọn hắn. Xem ra trong lần xâm nhập thánh tích chi địa này, sẽ có sóng gió nổi lên không ít trong một tuần núi sâu trên đỉnh một ngọn núi võ hoàng cùng diệp minh đang đứng thẳng trong đôi mắt của bọn hán có nguyên khí phun trào ánh mắt đầy sắc bén quét qua dãy núi mênh mông trước mặt bạch bạch đột nhiên có bốn bóng người chân cưỡi trên nguyên khí lướt đến rơi vào trước người võ hoàng cùng diệp minh không thể tìm được bốn người đều nói ra võ hoàng nhíu mày lại thản nhiên nói trước đó chúng ta cũng phải trả một cái giá không nhỏ cuối cùng gần như là lấy biện pháp lấy thương đổi thương mới khiến cho tên chu tiểu yêu này bị trọng thương Tu thế mà chúng ta có được chính là, chúng ta có thể tu luyện nguyên khí, nhờ vào đó có thân thể mạnh mẽ cứng chắc, dù cho có bị chúng phải thương thế nặng hơn thì chỉ cần thời gian ngắn là có thể khỏi, trong khi cơ thể của Chu Tiểu Yêu lại rất yếu đuối, hiện tại là lúc mà hắn suy yếu nhất. Nếu như đã quyết định ra tay, vậy thì nhất định phải diệt cỏ tận gốc, không để cho hắn có cơ hội khôi phục lại, không phải vậy không những là uổng công vô ích mà chính hắn cũng sẽ trở thành uy hiếp lớn cho chúng ta. Diệp Minh cũng gật gật đầu, cười nói, "Võ huynh nói rất đúng, nếu đã xuất thủ thì không thể để lại hậu quả gì." Đã như vậy, vậy ta cũng không cần phải lưu thủ nữa. diệp minh cười cười, sau đó ngước đôi mắt màu đen kịt kia lên, trong đôi mắt ấy phảng phất là có vòng xoáy đang lưu động. cũng vào lúc này thế giới trước mắt hắn xuất hiện một chút biến hóa, màu sắc của thế giới xung quanh trở nên u ám, núi rừng mênh mông trước mặt cũng trở nên mơ hồ hư ảo, mà trong đó có từng đạo chùm sáng lấp lóe, những chùm sáng này chính là quang mang của nguyên khí. bởi vì bên trong núi rừng có vô số loài nguyên thú, cho nên diệp minh trực tiếp được qua những chùm sáng này, mà là tìm kiếm một chút dao động nguyên khí cực kỳ mịt mờ. với biện pháp như vậy qua ước chừng sau mấy phút rốt cục ánh mắt của hắn dừng lại nhìn về hướng phương bắc tại nơi xa kia đang có một đạo quang mang của nguyên khí nhỏ xíu tỏa ra ánh sáng cực kỳ mịt mờ nếu như không để ý kỹ thì sẽ trực tiếp bỏ qua tìm được rồi diệp minh nhắm hai mắt lại nơi khóe mắt có một giọt máu tươi chảy xuôi xuống dưới hiển nhiên việc mở ra loại bí pháp như thế này cũng khiến cho con mắt của hắn phải chịu đựng tổn thương đi thôi bất quá hắn cũng không để ý tới thương thế của mình mà là trực tiếp dẫn đầu đội ngũ bắn người về hướng phương bắc mấy người võ hoàng thấy vậy thì cũng vội vã theo sau cùng lúc đó tại một nơi xa xôi trong rừng rậm có một bóng hình mảnh khảnh đang chậm rãi bước đi đột nhiên bóng người ấy dừng lại nhìn kỹ lại thì chính là yêu yêu lúc này gương mặt xinh đẹp của nàng hiện lên vẻ tái nhợt thế nhưng giữa hai đầu lông mày cũng không có vẻ gì kinh hoàng ngược lại lại thêm phần lạnh nhạt thong dong bị phát hiện rồi sao nàng thấp giọng tự nói trong tay ngọc đang nắm chặt một đạo quyền trục chính là đạo quyền trục này đang tỏa ra ánh sáng bao phủ lại thân thể của nàng đồng thời che đậy tất cả khí thức phát ra ngoài nhưng không nghĩ tới chính là Thủ đoạn của đối phương cũng không hề yếu, vẫn có cách để nhận ra vị trí của nàng. Oanh, đột nhiên từ nơi xa có một luồng nguyên khí cuồng bạo ngút trời đâm xuống, đánh hung hăng về phía yêu yêu. Yêu yêu nhẹ nhàng lứt người đi, tránh khỏi sự công kích của luồng nguyên khí này, nàng ngước đầu nhìn lên, chỉ thấy trên bầu trời ở phía sau lưng đang có mấy đạo quang mang nguyên khí bắn nhanh về hướng mình, rõ ràng là mấy người võ hoàng, Diệp Minh, Chu Tiểu Yêu, thân thể của người vốn yếu đuối, lại thêm bị thương nặng như vậy, chắc chắn sẽ không thể kiên trì được lâu nếu khôn ngoan thì mau bó tay chịu trói đi thôi âm thanh khàn khàn của diệp minh truyền đến từ phía xa xa nhưng mà đối với thanh âm của hắn thì yêu yêu cũng chẳng thèm để ý tới chỉ thấy nàng nắm lại bàn tay đột nhiên có một đạo quyền trục xuất hiện bị nàng trực tiếp bóc nát hư theo âm thanh vỡ nát của quyền trục kia một luồng ánh sáng bao phủ lấy thân thể của yêu yêu cùng lúc đó không gian xung quanh nàng phẳng phất như bị bóp méo một chút sau đó chỉ thấy thân hình yêu yêu trực tiếp biến mất trong nháy mắt tiếp theo đã xuất hiện ở bên ngoài khoảng cách ngàn trượng Phó hoàng cùng diệp minh thấy thế thì đầu run lên trong lòng nghĩ thầm thậm chí hắn ta còn nắm giữ nguyên văn có khả năng thuấn di ở khoảng cách ngắn thiên phú về nguyên văn của kẻ này quả thực là đáng sợ thuấn di di chuyển trong nháy mắt hai người liếc mắt nhìn nhau đều thấy trong mắt của nhau nồng đậm sát khí loại pháp thuật liên quan tới thuấn di xuyên qua không gian này sẽ ảnh hưởng rất lớn tới thân thể trong khi đó hắn lại không thể tu luyện được nguyên khí bởi vậy tuyệt đối không thể kiên trì được quá lâu không thể bỏ qua cho hắn nguyên khí dưới chân hai người đồng thời bộc phát Tốc độ đột nhiên tăng lên đuổi sát theo phía sau yêu yêu, một đoàn người một bên đuổi theo, một bên chạy trốn, cứ như vậy liên tục cả nửa ngày trời, không biết đã xuyên qua bao nhiêu dãy núi, bao nhiêu thảo nguyên, thế nhưng mấy người võ hoàng cùng Diệp Minh lại cực kỳ ngoan cố, theo đuổi không bỏ, không chút nào chịu buông ra. Mà ngay tại đang chạy ở phía trước, lúc này gương mặt của yêu yêu càng ngày càng trở nên tái nhợt, loại phương thức chạy trốn này khiến cho tạo thành tiêu hao rất lớn đối với cơ thể của nàng. Chị là ai cũng không phát hiện ra, theo thời gian trôi qua, ý lạnh trong mắt yêu yêu càng ngày càng sáng rõ càng ngày càng thịnh ở tại giữa mi tâm của nàng đang có một đạo phù văn cổ xưa như ẩn như hiện đột nhiên ngay sau một lúc thì yêu yêu dường như mất đi sự kiên trì thân hình của nàng bỗng dưng dừng lại hắn đã không thể duy trì được nữa võ hoàng cùng diệp minh đều vui mừng vô cùng thân hình bắn nhanh tới phía trước rơi vào phía sau người yêu yêu mà bốn người còn lại cũng chia ra bao phủ lấy bốn phương hướng xung quanh nàng cuối cùng là đã nhận mạng rồi sao võ hoàng thản nhiên nói yêu yêu nâng lên gương mặt chẳng có chút chập chờn nào của tâm tình mà nhìn qua phía võ hoàng nói ngươi cho rằng ngươi có thể sống lâu như vậy là bởi vì năng lực của ngươi hay sao nói thật cho ngươi biết chẳng qua là bởi vì ta đã đáp ứng với chu nguyên giữ lại cái mạng của ngươi để cho chu nguyên đến thu mà thôi ánh mắt võ hoàng trầm xuống nói một kẻ sắp chết đến nơi mà vẫn còn mạnh miệng à yêu yêu đem mái tóc dài vốn luôn luôn xõa xuống kéo lên gương mặt xinh đẹp hiện lên vẻ lạnh lùng nói bất quá bây giờ ta lại cảm thấy loại người như ngươi quá khiến cho người ta cảm thấy chán ghét thế nên ta quyết định việc mà ta đã đáp ứng với Chu Nguyên, lại không cần phải giữ lời nữa. Khuôn mặt của nàng không có một chút biểu tình nào cả, thế nhưng quang văn cổ xưa ở giữa mi tâm lại có dấu hiệu lấp lánh mơ hồ. Có gì đó không bình thường, màu giết chết hẳn. Diệp Minh cùng Võ Hoàng đều giật mình, không hẹn mà cùng lên tiếng, lúc này hai người không chút do dự mà đấm ra một quyền, một luồng nguyên khí cuồng bạo gào thét lao xuống, oanh kích mạnh mẽ về hướng Yêu Yêu. Yêu Yêu đưa mắt nhìn qua thế công nguyên khí đang không ngừng phóng đại trong tầm mắt, nhưng mặt lại duỗi ra ngón tay thon dài điểm nhẹ nhàng về phía phù văn cổ xưa ở nơi mi tâm. Trong lúc mơ hồ, tựa như có đồ vật kinh khủng gì đó đang chuẩn bị được thoát ra. Oanh! Nguyên khí gào thét mà tới, bất quá, ngay tại thời điểm mà ngón tay của yêu yêu chỉ còn cách mi tâm còn có khoảng cách nửa đốt ngón tay, bỗng nhiên có một đạo bóng người bán mãnh liệt mà ra, trực tiếp ôm lấy yêu yêu, một luồng ánh sáng màu xanh thoáng hiện, đã đột phá sự phong tỏa của mấy người võ hoàng chỉ trong nháy mắt. Mau mau ngăn lại hắn cho ta, Diệp Minh lấy lại tinh thần đầu tiên, gào thét lên bốn vị kiêu tử đến từ đông huyền đại lục cũng không chút do dự mà nhào về phía đạo ánh sáng màu xanh kia với tốc độ nhanh như tiêu chớp hành khách có một tiếng cười mềm mại thanh thúy đáng yêu mà duyên dáng truyền ra từ bên trong luồng ánh sáng màu xanh kia chỉ thấy rằng ánh sáng màu xanh này lóe lên một cái giống như một con cá bơi lội trong dòng nước với sự di chuyển quỷ mị đến mức làm cho người ta hoa cả mắt chỉ trong một thời gian ngắn luồng ánh sáng màu xanh ấy liền trực tiếp xuyên qua vòng vây của bốn người kia sau khi xuyên qua vòng vây đạo ánh sáng màu xanh không chút nào dừng lại chỉ trong mấy cái nháy mắt đã biến mất tại trong núi rừng mênh mông ầm ầm mà lúc này đòn tấn công của hai người võ hoàng và diệp minh mới tới đích lại đánh vào trên đất trống khiến cho mặt đất chỗ đó vỡ ra thành hai cái hố to đủ sắc mặt của diệp minh âm trầm vô cùng không nghĩ tới suýt nữa đã đạt được mục đích vậy mà lại thất bại chỉ trong gang tấc tốc độ của đạo ánh sáng màu xanh kia nhanh tới mức mà ngay cả hắn cũng phải cảm thấy kinh hãi đó là ai thực lực cũng chỉ ở mức tạm tạm thế nhưng tốc độ lại quá nhanh diệp minh nhìn về phía võ hoàng mà hỏi lúc trước chỉ trong vài giây ngắn ngủi hắn cũng đã kịp cảm nhận được thực lực của người trong luồng ánh sáng màu xanh kia tuy nói cũng khá lợi hại thế nhưng cũng chỉ ở trong phạm vi mà hắn có thể giải quyết được thế nhưng tốc độ mà người này thể hiện ra thì ngay cả hắn đều theo không kịp sắc mặt của võ hoàng cũng khó coi vô cùng nhìn chằm chằm về hướng mà luồng ánh sáng màu xanh biến mất sau một lúc lâu mới nghiến răng nghiến lợi nói ra từng chữ ẩn chứa sự tức giận tột cùng tả khâu thanh ngư đồ đáng chết bên bờ suối cô muốn tham quan ánh sáng màu xanh đột nhiên lướt qua hiện ra hai bóng người trong đó một người nữ hài mặc váy đen toàn thân dáng người xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn vũ mị tới mức giống như là tiểu yêu tinh đây tự nhiên chính là người còn tên tả khâu thanh ngư kia chiêu thức mỹ nhân cứu anh hùng này của ta như thế nào liệu có thể khiến cho chàng cảm động được hay không tả khâu thanh ngư chống tay nhỏ lên eo cười hì hì mà nói nhìn bộ dáng thì có vẻ vô cùng đắc ý yêu yêu ngồi trên tảng đá trên gương mặt hiện lên vẻ tái nhợt đôi bàn tay như ngọc của nàng để lên chỗ bờ vai nơi đó có một vệt màu đỏ thẫm xuất hiện bất quá từ đầu tới cuối thì sắc mặt của nàng đều rất bình tĩnh nàng ngẩng đầu nhìn tả khâu thanh ngư một chút hơi hơi trầm mặc nói nếu như vừa nãy mà ngươi không xuất thủ thì hiện tại mấy kẻ kia đều đã trở thành xác chết hả tả khâu thanh ngư hơi sửng sốt một chút mân mê cái miệng nhỏ hồng phơn phớt nói đã bị thương thành dạng này mà còn muốn dĩ diện chàng cũng không cần thiết phải cảm thấy mất mặt có thể khiến cho một kẻ cuồng vọng tự đại như tên võ hoàng kia phải buông xuống mặt mũi liên thủ với người khác để tiêu diệt chàng có thể nói trong toàn bộ thế hệ trẻ tuổi của thương mang đại lục này không người nào có thể làm được hiển nhiên Tả Khâu Thanh Ngư chỉ coi lời nói vừa nãy của Yêu Yêu là đang cố gắng giữ thể diện cho mình mà thôi. Yêu Yêu nghe vậy thì lắc đầu, cũng không giải thích nhiều cho mình làm gì, nhưng cuối cùng vẫn hướng về phía Tả Khâu Thanh Ngư mà gật đầu, dù sao thì cũng phải cảm ơn cô. Bạn đang xem Nguyên Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube gì các phim. Xác thật thì nàng có thể giải quyết mấy người võ hoàng, mặc dù nếu như việc này xảy ra thì cũng đồng nghĩa với việc phong ấn ở chỗ mi tâm của nàng sẽ vỡ tan, mặc dù Yêu Yêu cũng không biết hậu quả khi phong ấn này bị phá vỡ, thế nhưng nghĩ tới việc Hắc gia gia đã cảnh cáo nàng một cách nghiêm túc như vậy, thì thiết nghĩ có thể hiểu được kết quả nghiêm trọng của nó. Còn như có thể không cần phá vỡ phong ấn mà vẫn có thể thoát thân, thì có thể nói kết quả này là tốt nhất đối với yêu yêu. Thế nên khi tả khâu thanh ngư ra tay giúp đỡ nàng, thì bản thân yêu yêu cũng ôm lấy một tia cảm ơn. Nghe được lời cảm tạ của yêu yêu, tả khâu thanh ngư cũng là cười hì hì một tiếng. Cô đưa mắt nhìn về phía vết thương ở trên bờ vai của yêu yêu, còn mắt đảo một vòng, ngồi xuống bên cạnh nói với giọng đầy ôn nhu. Chàng bị thương rồi hay sao? Liệu có cần ta tới giúp chàng xử lý vết thương hay không? yêu yêu nhìn thấy sự giảo hoạt lé lê trong mắt tả khâu thanh ngư lập tức cảm thấy có chút buồn cười hiển nhiên cô nàng này vẫn còn coi yêu yêu là nam tử còn muốn chiếm tiện nghi của nàng cô cũng đừng lại có ý tứ gì với ta nữa yêu yêu không nhịn được cười nói trước đó bởi vì quan hệ giữa yêu yêu và tả khâu thanh ngư cũng không tính là quá quen thân bao nhiêu cho nên yêu yêu cũng lười giải thích điều gì với cô ấy thế nhưng dù sao bây giờ cũng thiếu người ta một phần ân tình thế nên yêu yêu cũng không có hứng thú làm cho tả khâu thanh ngư cứ như vậy mà tiếp tục hiểu lầm vì cái gì? Tả khâu thanh ngư vành lên cái miệng nhỏ nhắn, tỏ ra không vui mà nói. Chẳng lẽ chàng nhìn ta không vừa mắt, ta có chỗ nào không tốt, hừ, không biết có bao nhiêu người yêu thích ta đâu. Yêu yêu lắc đầu với vẻ bất đắc dĩ, cũng không nhiều lời, nhẹ nhàng vỗ đôi bàn tay ngọc là một cái. Lập tức trên thân thể nàng có một vòng quang mang bao phủ lấy, qua thời gian mấy tức, quang mang dần dần tàn đi. Sau đó, cái miệng nhỏ của tả khâu thanh ngư liền dần dần nới rộng ra. Chỉ thấy trên tảng đá trước mắt, vốn nguyên bản là một vị công tử dung mạo tuyệt mỹ đang ngồi, lúc này tóc đen rủ xuống phảng phất trên gương mặt xinh đẹp tuyệt luân ấy không có chút nào tì phết da trắng như ngọc hiện ra quang trạch trên thân thể mềm mại mà thon dài linh lung kia có đường cong chập trùng hoàn mỹ đối với dáng người của mình bản thân tả khâu thanh ngư cũng cảm thấy cực kỳ kiêu ngạo nhưng nếu như đem so sánh với cô gái ở trước mắt này thì tựa hồ dáng người mà nàng vốn vẫn luôn tự hào này phải kém một phần đặc biệt là hai con người linh hoạt kỳ ảo mà thần bí kia càng khiến cho cô gái trước mắt trở nên thần bí khí chất vô song chỉ trong một cái chớp mắt này từ một vị công tử dung mạo tuyệt mỹ đã biến thành một nàng mỹ nhân tuyệt thế. Bởi vì lúc trước không muốn chúc lấy phiền phức không cần thiết, thế nên ta lựa chọn che đậy lại dung mạo của mình. Yêu yêu nói ra, thanh âm của nàng cũng biến đổi trở lại như lúc ban đầu, thanh tịnh êm tai tựa như nước chảy, khiến cho người nghe không nhịn được chìm đắm vào trong đó. Nói như vậy, cô có hiểu không? Tả khâu thanh ngư trợn mắt há hốc mồm, sau một lúc lâu mới mặt mày ủ ê mà nói, chẳng lẽ mối tình đầu của ta cứ như vậy mà chết đi hay sao? Bất quá chỉ qua chốc lát, tả khâu thanh ngư trượt cắn răng một cái, nhìn chằm chằm về phía yêu yêu trực tiếp nhào tới kêu lên mặc kệ ta mặc kệ sáng dấp xinh đẹp như vậy thì ngay cả nữ ta cũng chấp nhận yêu yêu cũng bị thái độ kiểu này của tả khâu thanh ngư làm cho kinh ngạc một chút sau đó thì không nhịn được mà dở khóc dở cười mọi người đều nói cô nàng này là tiểu yêu nữ xem ra cũng không phải là vô duyên vô cớ mà gọi như vậy quả nhiên là phản ứng của cô nàng này quá khác so với người thường giữa hai người nữ nhân với nhau thì làm sao có thể yêu thích nhau được yêu yêu duỗi ra ngón tay ngọc tinh tế thon dài chống lấy cái chán của tả khâu thanh ngư ngăn lại thế nhào tới của cô nàng tức giận gõ gõ mấy cái nói đi ra ta cũng không rảnh mà cùng ngươi chơi trò này tả khâu thanh ngư che lại cái chán đôi mắt to ngập nước tràn đầy ủy khuất mà nhìn xem yêu yêu nói cô là ác ma đã phá hủy mối tình đầu của ta vậy thì phải bồi thường cho ta yêu yêu nghĩ nghĩ nói một cách tùy ý vậy liền đem trung nguyên bồi thường cho cô đi cái miệng nhỏ nhắn của tả khâu thanh ngư cong lên nói ngay cả ta mà hắn cũng đánh không lại ta mới không cần kẻ yếu so với ta. Yêu yêu lại không tiếp tục để ý tới cô nàng, chỉ là đi tới bên bờ suối ngồi xổm xuống, đem quần áo nhẹ nhàng cởi ra, lộ ra xương quai xanh cùng mở vai đẹp đẽ. Mà lúc này, tại bả vai của nàng có một vết máu đỏ sẫm, trông hơi có vẻ dữ tợn. Yêu yêu liếc qua, trong con ngươi hiện lên vẻ lạnh lẽo, sau đó quay đầu nói với tả khâu thanh ngư, bó thuốc giúp ta đi. Tả khâu thanh ngư vội vàng chạy tới, đôi mắt của cô nàng sáng loè loè mà nhìn qua da thịt trắng trong như bạch ngọc kia, xương quai xanh đẹp đẽ, sau đó lại vụng trộm nghiêng mắt nhìn xuống dưới một chút lập tức nhìn thấy một vòng đường cong màu trắng như tuyết cảnh tượng kiều diễm này đủ để cho bất luận một tên nam tử nào ở đây cũng phải phun máu mũi lúc này dường như yêu yêu cũng phát hiện được cử động khác thường của tả khâu thanh ngư con mắt tràn đầy lạnh mà quét tới tả khâu thanh ngư vội vàng thu hồi ánh mắt ra vẻ chững chạc đàng hoàng mà giúp đỡ yêu yêu bỏ thuốc đã cắt đôi được bọn hắn rồi sao yêu yêu lên tiếng hỏi tả khâu thanh ngư vô cùng kiêu ngạo mà nói yên tâm đi nếu như nói về việc đánh nhau chính diện thì quả thật ta không thể là đối thủ của bất kỳ ai trong bọn hắn, thế nhưng nếu như nói về khả năng chạy trốn lấy mạng, thì ngay cả tên võ hoàng kia đều chỉ có thể can chịu hít bụi ở phía sau ta. Hiện tại chỉ sợ ngay cả vết tích của chúng ta thì bọn hắn cũng không thể tìm được một chút nào, thế nên có thể nói bây giờ chúng ta an toàn tuyệt đối. Yêu yêu nhẹ nhàng gật đầu, nói, "Trước tiên ta sẽ nghỉ ngơi dưỡng thương mấy ngày, tiện thể làm chuẩn bị một chút." "Sau đó thì sao?" Yêu yêu đưa mắt nhìn chằm chằm mặt hồ yên tĩnh kia, mặt hồ phản chiếu lấy gương mặt tuyệt mỹ của nàng, trong bóng hình ấy đôi môi đỏ tươi của nàng khẽ nhét, tỏa ra một luồng sát ý băng lãnh. Đương nhiên là để cho bọn hắn trả cái giá đắt cho việc hôm nay. Tại trong một mảng núi rừng ở khoảng cách tương đối xa so với vị trí của hai người tà khâu thanh ngư và yêu yêu, sắc mặt của Diệp Minh có chút khó coi mà nhìn qua sơn lâm rậm rạp kia, ở nơi khóe mắt của hắn có vết máu hiển hiện, hiển nhiên, hắn lại đang sử dụng loại đồng thuật có khả năng tìm kiếm kia. Đồng ở đây là con mắt, không phải cu. Không tìm thấy nhìn thấy sắc mặt của Diệp Minh, trong lòng võ hoàng cũng trầm xuống. Diệp Minh gật gật đầu, nói, tốc độ của bọn họ quá nhanh đã vứt bỏ chúng ta quá xa bởi vậy ta không thể tìm thấy sắc mặt võ hoàng lạnh nhạt đánh mạnh một quyền vào trên đại thụ ở trước mắt trực tiếp đem nó nổ tung phát tiết tức giận trong lòng lần này bọn hắn lên kế hoạch kỹ càng mới lấy biện pháp dùng thương đổi thương để làm cho chu tiểu yểu bị thương về sau chỉ sợ lại rất khó có thể tìm đến loại cơ hội tốt như thế này đáng tiếc đáng hận là bây giờ lại để cho chu tiểu yểu chạy thoát không thể nghi ngờ kẻ này sẽ trở thành mối họa lớn quanh quẩn trong lòng bọn hắn diệp minh đầu nói hiện tại cũng không thể tìm tới tên chu tiểu yểu kia hay là trước hết nên để cho bốn người bọn họ có thể lưu danh ở trên thánh bia đi vừa nói diệp minh vừa đưa mắt nhìn về phía bốn người đang đứng ở sau lưng hắn ngõ hàng thản nhiên nói người xác định việc này sẽ không phản tác dụng mà tác thành cho những vị kiêu tử đỉnh tiêm của thương mang đại lục kia của chúng ta nghe vậy một cô gái đáng yêu với mái tóc dài màu hồng như lửa đang đứng ở sau lưng diệp minh cười lên một tiếng yêu kiều nói kỳ thật bản thân người cũng có thể đến thử một chút trong lời nói tràn đầy sự khiêu khích hiển nhiên cô gái này cũng không có vẻ gì e ngại đối với võ hoàng chỉ là một cái thương mang đại lục nho nhỏ lại có thể xuất ra người mạnh thế nào lần này kẻ nói chuyện chính là một người thanh niên rong ròng cao như cột điện thân thể của hắn vô cùng cường tráng phía bên trên ẩn ẩn có từng đạo quang văn hiển hiện trên gương mặt cũng toát lên vẻ khinh thường thần sắc võ hoàng đạm mạc cũng không bởi vì lời lẽ khinh thường của mấy người bọn họ mà sinh ra tức giận chỉ nói vậy là tốt rồi miễn cho đến lúc cả đám bị đánh chết lại không có người nhặt xác cho các người võ hoàng nói xong thân hình khẽ động chân đạp nguyên khí phóng lên tận trời bốn vị kiêu tử đến từ thiên huyền đại lục nghe vậy thì ánh mắt lạnh lùng đang định ngăn cản võ hoàng thế nhưng lúc này diệp minh lại phất phất tay ngăn bọn hắn lại chỉ là đố võ mồm là thôi quả thực là không có ý nghĩa hãy dùng hành động thực tế chứng minh cho hắn thấy đi nói xong diệp minh lại đưa mắt nhìn qua bóng dáng của võ hoàng đang dần đi xa nhàn nhạt, nhạt nói những vị thiên kiêu đỉnh tiêm này đại biểu cho tinh khí thần của thế hệ trẻ tuổi thương mang đại lục chỉ cần đem bọn hắn đánh bại cũng đồng nghĩa với việc đánh sụp lòng tin của những người khác khi đó tự nhiên bọn hắn sẽ không còn dám có ý định gì với tạo hóa của thánh tích chi địa lần này cho nên diệp minh hướng về phía bốn người mà cười nhạt một tiếng trong tiếng cười dường như có một luồng khí lạnh chảy xuôi ra khiến cho những kẻ sâu kiến của thương mang đại lục nà y kể từ nay về sau phải run rẩy dưới bóng ma của thiên huyền đại lục chúng ta đi Hứ! một luồng nguyên khí màu ánh kim lướt qua chân trời cuối cùng rơi xuống trên một đỉnh núi sau khi quanh mang tán đi lộ ra thân hình của chu nguyên lúc này sắc mặt của chu nguyên có chút âm trầm bởi vì suốt một ngày nay hắn không ngừng một bên đi đường một bên nghe ngóng tin tức thế nhưng mãi cho tới tận bây giờ vẫn không thể nào tìm hiểu được tin tức có liên quan tới yêu yêu nơi thành tích chi địa này quá mức bao la cứ cái kiểu tìm kiếm mà chẳng có phương hướng cụ thể nào như thế này hiệu suất quả thực quá thấp chu nguyên nhíu mày lại nếu như muốn đạt được càng nhiều thông tin hiển nhiên hắn phải tìm tới những nơi có đông người hội tụ dọc theo đoạn đường này hầu hết người ở nơi đây đều hướng về phía tây nam mà đi nghe nói bên kia có một là kim trì xuất hiện tỏa ra kim quang cao tới vạn trượng cực kỳ thần bí, chính là một nơi có tạo hóa đỉnh tiên hiển hóa, trên mặt chu nguyên lộ ra vẻ do dự, trì, ao, hồ nước, kim trì, hồ nước màu vàng. Nơi đó tất nhiên sẽ có rất nhiều kiêu tử hội tụ lại, đồng nghĩa với việc rất nhiều thông tin có thể được tìm hiểu ở nơi này, nếu là tiến về tòa kim trì này thì hẳn có thể tìm được tin tức liên quan tới yêu yêu. Ánh mắt của chu nguyên lấp lóe, cũng lại không tiếp tục do dự nữa, chỉ thấy nguyên khí phun trào lần nữa, thân hình chu nguyên đã hóa thành một luồng hào quang màu ánh kim bay lên trên không. Qua tầm nửa ngày sau, một mảng dãy núi liên miên xuất hiện ở bên trong tầm mắt của chu nguyên trên bầu trời của dãy núi kia được bao phủ quanh năm bởi sương mù làm cho người ngoài không thể nhìn thấy rõ ràng tình cảnh ở bên trong mà lại dường như còn có sự dao động của nguyên khí truyền đến từ phía sâu trong màn sương mù dày đặc khiến cho lớp sương mù này càng trở nên nguy hiểm bất quá nếu như nhìn kỹ lại thì xuyên thấu qua màn sương mù dày đặc giống như vô biên vô hạn kia tựa hồ có thể trông thấy tại phía trong chỗ sâu nhất có một chút kim quang thần bí như ẩn như hiện mà tại phía biên giới bên ngoài dãy núi thì có thể thấy được vô số đạo quang ảnh đang lướt đến liên tục không ngừng từ bốn phương tám hướng. Loại tình thế này lộ ra có chút hùng vĩ. Hiển nhiên, tin tức về tòa kim trì này đã được truyền ra xung quanh. Thân hình Chu Nguyên cũng trực tiếp rơi xuống chỗ biên giới của dãy núi, hắn cũng không dám trực tiếp rơi vào bên trong chỗ sương mù bao phủ này, sợ trêu chọc tới loài sinh vật không biết tên nào đó sống ở nơi đây. Thân ảnh rơi vào trong rừng sâu, chỗ này chính là ở ngay phía bên ngoài dãy núi, có thể nhìn thấy đang có không ít bóng người không ngừng hướng về phía bên trong dãy núi mà lao đi. Bản thân Chu Nguyên cũng đi theo dòng người, thỉnh thoảng lại ngăn lại một hai người hỏi thăm. Mà trải qua một phen nghe ngóng, Trung Nguyên cũng đã đạt được một chút tin tức, bất quá đại đa số người cũng chỉ nói một cách mơ hồ về việc nhìn thấy đám người võ hoàng truy kích ai đó, thế nhưng nếu như hỏi về vị trí phương hướng cụ thể thì đều hoàn toàn không biết. Điều này làm cho lông mày Trung Nguyên càng nhăn càng sâu. Tốc độ của Trung Nguyên không ngừng, sương mù chung quanh cũng càng lúc càng nồng nặc, nơi xa có thể nghe thấy rất nhiều tiếng gầm gừ của thú giống, mơ hồ còn có từng luồng dao động cuồng bạo của nguyên khí truyền ra. Trung Nguyên lướt ra khỏi vùng núi rừng, chỉ thấy phía trước xuất hiện một vùng đất bằng bất quá bước chân của hắn lập tức dừng lại bởi vì chẳng biết lúc nào ở phía trước chu nguyên đã xuất hiện một bóng người bên trên quần áo của bóng người kia mơ hồ có đồ văn hình dáng giống như xương khô quanh thân có một luồng khí tức cực kỳ âm hàn phát ra làm cho không khí ở bốn phía xung quanh cũng trở nên lạnh lẽo chu nguyên nhìn qua bóng người này nhăn mày lại lại không nói gì định chuyển hướng rời đi suy bất quá ngay tại lúc mà hắn vừa quay người thì bóng người kia đột nhiên giơ tay lên trong tay áo có một luồng khí màu xám bắn mãnh liệt ra ngoài phát ra tiếng rít đầy âm lạnh lấy tốc độ như tia chớp bắn về phía trung nguyên trung nguyên lập tức xoay tay đánh ra một quyền nguyên khí màu ánh kim phun trào khiến cho không khí chung quanh cũng bị chấn động chỉ bằng một kích đã khiến cho luồng khí tức màu xám vô cùng âm lãnh kia bị chấn vỡ ngay tại lúc nguyên khí màu xám bị chấn nát trung nguyên cảm giác được một cỗ khí tức âm hàn xâm nhập vào trong thân thể nơi mà luồng khí tức lạnh lão này lướt qua thì ngay cả máu huyết ở nơi đó vốn đang chảy xuôi đều trở nên chậm chạp cơ bắp cứng ngắc lại bạn đang xem nguyên tôn được thuyết minh tại kênh youtube di các phim Bất quá, ngay tại khi luồng nguyên khí màu xám kia vừa muốn tiếp tục ăn mòn sâu hơn, thì một cỗ khí tức màu huyết hồng gào thét lao đến, chỉ bằng một ngụm liền đem nó nước chừng. Hả? Thấy một màn này, bóng người kia phát ra một tiếng kêu kinh dị. Chu Nguyên cho mày nhìn về phía hắn, nói, ngươi là ai? Tựa hồ Chu Nguyên cũng không nhận ra người này, thế nhưng kẻ này vừa thấy mặt hắn lại xuất thủ, hiển nhiên mục đích của tên này là hướng về phía Chu Nguyên mà tới. Bóng người kia chậm rãi quay lại, chỉ thấy đó là một tên thanh niên có sắc mặt cực kỳ tái nhợt, khuôn mặt của hắn không có chút màu máu đôi mắt xám trắng tựa như là quanh quần lấy một loại khí tức của tử vong làm cho người dùng mình hắn hơi hơi ho khan chậm rãi mà nói diêm la tông chân hư chân hư chu nguyên hơi ngẩn người chợt nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của đối phương gật gật đầu nói hoàn toàn chính xác là nhìn có chút hư nhược nên bồi bổ nhiều một chút ở đây chu nguyên chơi chữ trong tên của chân hư chữ chân có nhiều nghĩa một trong số đó là chữ chân trong từ chân chính chân thật hư trong hư nhược nghĩa là yếu đuối Chân Hư là xác thực là yếu đuối, vì thế mới có câu trả lời như vậy. Thanh niên sắc mặt trắng bệch chẳng có biểu tình gì mà nhìn chằm chằm về phía Trung Nguyên. Trung Nguyên thấy vậy thì nhún vai, cười nói, chỉ đùa một chút mà thôi, đường đường là tiểu diêm vương của Diêm La Tông, không có việc gì lại chạy tới ngăn cản đường đi của ta làm gì, dường như chúng ta cũng không có ân oán gì thì phải. Người thanh niên tên là Chân Hư chỉ nhạt tiếng mà nói, trước đây Diêm La Tông từng thiếu một món nợ ơn huệ của thành tích thành. Lúc này Trung Nguyên mới chợt hiểu ra, thì ra đây chính là người mà Tư Thiên Huyền mời tới giúp đỡ. Quả thật tên này cũng có chút năng lực, ngay cả loại kiêu tử có thực lực đỉnh tiêm như Tiểu Diêm Vương cũng có thể mời tới được. Làm thế nào mà ngươi có thể tìm được ta Chu Nguyên tò mò là hỏi. Túi càn khôn của người khác cũng không phải là thứ dễ cầm như vậy, thanh âm của Chân Hư không có một chút ba động nào. Chu Nguyên gật gật đầu, thì ra là thế. Chân Hư nhìn qua Chu Nguyên một chút, nói: "Tiêu Thiên Huyền bị loại huyết độc mà ngươi đánh vào bên trong thân thể dày vò tới mức sắp chịu không nổi, cho nên ta phải bắt ngươi lại, đem ngươi đến chỗ hắn để giải độc." Âm thanh của Chân Hư luôn luôn lộ ra một tia âm trầm khiến cho người ta rét run toàn thân. Gieo gió gặp bão mà thôi, Chu Nguyên thản nhiên mà nói. Ân oán là việc của hai người các ngươi, bản thân ta cũng không có thời gian rảnh mà để ý tới. Việc của ta là chỉ cần bắt ngươi lại, đem ngươi đưa đến chỗ hắn để giải độc. Khi đó Diêm La Tông của chúng ta cùng Thánh Tích Thành đã không ai nợ ai. Trần Hư hờ hứng nói. Chu Nguyên lắc đầu nói, ta không có thời gian để ý tới ân tình gì đó của các ngươi. Ta nói chính là bắt ngươi trở về, cũng không có nói muốn lấy được sự cho phép của ngươi. Ngay khi một câu cuối cùng của Trần Hư rơi xuống, đột nhiên thân hình hắn mắn mãnh liệt mà ra tựa như quỷ mị đao thẳng về phía trung nguyên bàn tay hắn vốn giấu bên trong tay áo nhô ra gầy gò gầy gò giống như xương khô hiện ra màu xám đen phẳng phất quanh quẩn lấy một cỗ mùi tanh đáng sợ móng tay sắc bén của hắn xẹt qua khiến cho dường như ngay cả không khí đều bị xé nứt thấy vậy ánh mắt của trung nguyên cũng ngừng tụ lại bất quá chu nguyên cũng không lùi lại năm ngón tay nắm chặt nguyên khí màu ánh kim phun trào đấm mạnh mẽ ra một quyền khiến cho lớp lá cây thật dày dưới chân đều bị kình phong phát ra chấn cho vỡ nát bành quyền trưởng đụng vào nhau hai cỗ nguyên khí va chạm khiến cho mặt đất dưới chân hai người nứt dạn trong nháy mắt thi độc thủ trong mắt chân hư hiện lên vẻ âm hàn ở đầu ngón tay có hàn quang hiển hiện đột nhiên sẹt qua chỗ ngu bàn tay của chu nguyên trong tay của hắn ẩn chứa thi độc bất kỳ người nào khi bị nhiễm phải thì thể xác sẽ đều bị ăn mòn thi độc độc sinh ra từ thi thể thối giữa xoẹt bất quá nơi mà đầu ngón tay của hắn sẹt qua lại không thể mang theo máu tươi ngược lại là có tê lửa bắn tung tóe ra chỉ thấy trên mu bàn tay của chu nguyên đang có từng lớp lân phiến màu vàng nổi lên muốn chơi độc vậy thì người cũng thừa một chút chiều này của ta chu nguyên cười lạnh một tiếng vỗ ra một trường nguyên khí màu ánh kim gào thét lao ra đúng là trực tiếp ngưng luyện thành một tia máu mảnh như sợi tơ phủ một tiếng bắn mạnh về phía mi tâm của chân Hư. tia tơ máu này chính là oán long độc giống tơ máu lướt qua mơ hồ có âm thanh gào thét của độc long truyền ra chân Hư nhắm hai mắt lại hắn biết rõ đây chính là loại huyết độc đã khiến cho tiêu thiên huyền sống không bằng chết kia thế nên hắn cũng không dám chạm phải loại độc này mảy may chút nào, vội vàng huy động tay áo một cái, nguyên khí màu xám đen trùng điệp hội tụ lại trước mặt hắn. Suy suy, tia tơ máu ẩn chứa oán long độc kia va chạm vào lớp nguyên khí màu xám đen trước mặt chân hư, cả hai không ngừng tiêu hao lẫn nhau, cuối cùng, tia máu oán long độc chỉ đi tới khoảng cách hơn một xích trước người chân hư thì tan thành mây khói. Oanh, hai đạo nguyên khí hùng hồn va chạm vào nhau khiến cho những cây đại thụ ở gần đó đều bị chặn năng đánh gãy, thân hình của Chu Nguyên cùng chân hư cũng đều bắn ngược trở ra. Bất quá, ngay tại trong nháy mắt khi thân hình của chân hư lùi lại bỗng nhiên hắn biến sắc mặt nơi khóe mắt lướt qua nhìn thấy một đạo nguyên khí màu băng lam cuốn tới những nơi mà nguyên khí này lướt qua thì mặt đất phía dưới trực tiếp bị đông kết lại tạo thành tầng tầng băng tinh thì cốt chỉ chân hư cấp tốc điểm ra một chỉ khí tức tử vong phun trào ban đầu những lá cây trên mặt đất vốn có màu xanh nhưng khi bị luồng nguyên khí màu xám đen này bao phủ thì đều hóa thành bột phấn điểm ra một chỉ hành động chỉ ra một ngón tay để bắn nguyên khí suy suy chỉ quang lướt qua xé rách đạo nguyên khí màu băng lam kia. Chân Hư quay đầu, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo mà nhìn về phía rừng rậm ở bên phải, sau đó liền nhìn thấy một bóng hình xinh đẹp mang nụ cười ngân nga đang đi chậm rãi ra ngoài. Trung Nguyên cũng vào lúc này nhìn thấy bóng hình quen thuộc ấy, cũng hơi giật mình. Lục La, thiếu nữ với thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, mái tóc dài màu xanh lục, vừa cười tùm tỉm vừa đi ra từ trong rừng, sau đó là nhìn Chu Nguyên với ánh mắt đầy trêu tức, nói: "Chu Nguyên, huynh quả thật là chẳng may mắn tí nào, đi đến đâu cũng bị người đuổi giết." Nói xong, lục la lại đưa mắt nhìn về phía chân hư với sắc mặt đang trắng bệch kia nói mà lại đều là trêu chọc tới những kẻ phiền toái như thế này trung nguyên chỉ là cười cười có chút kinh ngạc mà nói không nghĩ tới lại có thể gặp muội ở chỗ này con chim nhỏ màu xanh lam đang đậu trên bờ vai lục la hoạt bát nhảy lên líu la líu díu lục la đùa chim nhỏ một chút nói tạo hóa kim chỉ của nơi này quả thực là không nhỏ đương nhiên là muội muốn tới đây để thử cơ may ngay tại hai người bọn họ còn đang nói chuyện thì chân hư đứng ở một bên nhăn lông mày lại hắn hoàn toàn không ngờ tới lại ở chỗ này đột nhiên gặp phải lục la hắn cũng có đôi chút hiểu biết về cô bé này biết được cô nàng cũng là một trong những kiêu tử đỉnh cao của thương mang đại lục thực lực hoàn toàn không kém so với hắn lúc trước khi giao đấu cùng với trung nguyên thì thực lực mà trung nguyên thể hiện ra khiến cho chân hư âm thầm kinh ngạc thế mà bây giờ lại tới một kẻ có thực lực không ở dưới hắn là lục la dưới tình huống hai trọi một thì hiển nhiên hắn không thể nào chiếm được ưu thế ngươi muốn xen vào việc này chân hư nhìn chăm chăm vào lục la hỏi la la cười hì hì nói không có đâu ngươi cứ việc làm chuyện của ngươi đi, ta chỉ đứng ở bên cạnh nhìn xem thôi. chân hư cao mày lại, hiển nhiên hắn cũng không tin lời mà lục la nói. cô nàng này nhìn thì nhí nha nhí nhảnh, lại tinh danh như cáo, chỉ sợ thật sự có khả năng tại lúc hắn đang chiến đấu kịch liệt cùng với trung nguyên thì đột nhiên xuất thủ đánh lén. chẳng nói đâu xa, ví dụ lúc trước cô bé xuất thủ đánh lén còn sờ sờ ngay trước mắt, cho nên chân hư hít sâu một hơi, đôi mắt có chút lấp lóe, chính là quả quyết vung tay áo xoay người rời đi. hiển nhiên với cục diện trước mắt thì hắn đã không có cách nào tiếp tục ra tay nếu đã như vậy thì tiếp tục lưu lại tại nơi này cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Ấy, cứ như vậy liền đi à? Lục La nhìn thấy chân Hư xoay người rời đi, hơi ngẩn người một chút, chợt đưa mắt nhìn về phía Trung Nguyên, nói với giọng đầy kích động, liệu chúng ta có cần liên thủ giữ hắn lại hay không? Trung Nguyên lắc đầu, nói, sợ là không quá dễ dàng, không cần thiết phải khiến cho hắn xóa cùng thất dậu. Có thể được coi là một trong những kiêu từ đỉnh tiêm của thương mang đại lục, hiển nhiên tên chân Hư này cũng không phải là kẻ tầm thường, mà lại ân oán giữa hai bên cũng còn chưa tới trình độ không chết không thôi thế nên không cần thiết phải quyết tử chiến ở chỗ này. Lục La cũng là gật gật cái đầu nhỏ, nói, mặc dù tên mặt đơn này nhìn như yếu đuối, thế nhưng chính xác là rất khó rất chết. Nghe nói thân thể của hắn đã trải qua sự luyện chế cực kỳ tàn khốc, thế nên chỉ cần trái tim vẫn còn nguyên vẹn thì coi như có bị thương nặng hơn nữa, chỉ cần thời gian đều có thể khôi phục lại. Nghe nói hắn đã từng chiến đấu cùng với một vị cường giả Thái sơ cảnh, lại dùng biện pháp lấy thương đổi tổn thương, khiến cho đối thủ bị mài mòn thể lực cho tới chết. Trung Nguyên nghe vậy, trong mắt cũng hiện lên vẻ kinh ngạc, quả nhiên có thể trở thành kiêu tư đỉnh tiêm thì không ai không phải là một nhân vật đơn giản gì à đúng rồi muội có tin tức của yêu yêu hay không trung nguyên chợt hỏi lục la hơi suy nghĩ nói chắc hẳn huynh cũng đã biết tới việc võ hoàng đã liên thủ cùng với mấy kẻ đến từ đông huyền đại lục kia để đối phó với yêu yêu tỷ rồi chứ sắc mặt của trung nguyên trở nên âm trầm gật gật đầu vậy thì huynh không cần phải lo lắng nữa muội từng nghe được tin tức nghe nói tả khâu thanh ngư đã gặp phải yêu yêu tỷ có cô yêu nữ kia ở đó thì ngay cả võ hoàng đều không thể đuổi kịp hai người bọn họ lục la ra hiệu cho trung nguyên không cần lo lắng có thể nói tốc độ cùng thân pháp của tả khâu thanh ngư được xếp vào hàng mạnh nhất trong thế hệ trẻ tuổi của thương mang đại lục chúng ta ồ chu nguyên cũng là có chút ngạc nhiên theo muội được biết thì tả khâu gia có một quyển thiên nguyên thuật không hoàn chỉnh tên là thanh ngư du mà cái tên của tả khâu thanh ngư cũng bắt nguồn từ đây đương nhiên điều quan trọng nhất chính là cô nàng này cũng đã tu luyện thành công môn thân pháp thiên nguyên thuật này lục la nói thân pháp thiên nguyên thuật trung nguyên hơi cảm thấy chấn động đây chính là một bộ thiên nguyên thuật hiển nhiên cũng không phải là tiểu thiên nguyên thuật, phải biết, loại nguyên thuật này là cực kỳ hiếm thấy ở trên toàn bộ thương mang đại lục. Tuy nói là không hoàn chỉnh, thế nhưng nếu như bàn với mức độ huyền diệu thì hoàn toàn mạnh hơn rất nhiều so với tiểu thiên nguyên thuật. Lúc này Chu Nguyên mới cảm thấy yên tâm một chút, có tả khâu thanh ngư ở bên cạnh, thì chí ít là võ hoàng nếu như muốn lại vây quét yêu yêu là không thể nào làm được, còn nếu là ra tay một mình, thì chắc chắn sẽ bị yêu yêu, vốn lúc này đang vô cùng phẫn nộ, đánh cho sưng vù mặt mũi thành đầu heo. Thế nhưng mặc dù không có việc gì, nhưng huynh cũng muốn đi tìm được cô ấy trước cái đã trung nguyên nói ra sau đó liền muốn quay người rời đi trước đó khi nghe thấy tin tức yêu yêu bị thương đã khiến cho hắn bị dọa hết hồn hắn thực sự không cách nào tưởng tượng được nếu như yêu yêu lại xảy ra chuyện gì thì về sau hắn phải làm thế nào để có thể đối mặt với sư phụ thương uyên ấy 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 la la thấy thế liền vội vàng lôi kéo ống tay áo của trung nguyên ngăn lại không cho hắn đi đôi mắt to chớp chớp nói thành tích chi địa lớn như vậy huynh biết đi đâu mà tìm đến lúc huynh tìm kiếm hồi lâu như con ruồi không đầu bay loạn xạ không phải liền đem cơ duyên gì đều bỏ qua rồi hay sao? Cơ duyên đủ là được rồi, nếu có duyên thì tự nhiên sẽ nhận được, Chu Nguyên vô cùng rộng rãi mà nói. Lục La liếc mắt, trong mắt xoay lòng vòng, nói, muội cảm thấy có biện pháp càng thích hợp hơn, bây giờ ở nơi này có nhiều kiêu tử hội tụ lại như vậy, nếu như chúng ta có thể thể hiện ra tài năng ở nơi đây, giành lấy được tạo hóa, tự nhiên sẽ có danh tiếng được truyền đi, đến lúc đó có nhiều người như vậy giúp chúng ta truyền bá, khẳng định sẽ tới tai của mấy người yêu kiêu tỷ. Khi đó bọn họ liền biết được vị trí của chúng ta, chắc chắn sẽ chủ động tới tìm chúng ta, cứ như thế thì không phải là dễ dàng hơn sao. Trung Nguyên giật mình, cảm thấy lời nói của Lục La cũng có lý, chợt hắn giống như cười mà không phải cười mà nhìn về phía Lục La, nói, xem ra là muội rất có hứng thú đối với tạo hóa của tòa kim trì kia. Sở dĩ Lục La giữ hắn lại, hiển nhiên chính là muốn có thêm một sự giúp đỡ đáng tin cậy. Lục La cũng không phủ nhận, gật đầu nói, huynh biết không, nghe nói tòa kim trì kia cực kỳ huyền diệu, không chỉ có thể tẩy tùy phạt cốt, hơn nữa còn có thể tầm bổ thần hồn, rèn luyện nguyên khí tự thân đương nhiên điều quan trọng nhất chính là có thể làm cho huyết mạch phản cổ huyết mạch phản cổ chu nguyên giật mình chợt như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua con chim nhỏ màu băng lam đang đậu trên bờ vai của lục la hiển nhiên tác dụng này càng có ích lợi lớn hơn đối với nguyên thú tiểu hàn có được huyết mạch của băng phượng nếu như nó có thể tiến vào cái kim trì kia thì huyết mạch trong cơ thể nó tất nhiên sẽ có cơ hội phản cổ càng thêm tiếp cận với băng phượng lục la nhìn qua chu nguyên với đôi mắt đầy trông mong phản cổ phản là ngược lại cổ là cổ xưa đại ý câu này là làm cho huyết mạch trở lại thời cổ xưa như kiểu từ giống lai like F2 trở về thuần chủng F1, có thể rèn luyện nguyên khí tự thân. Nếu như quả thật là có tác dụng như vậy, vậy không biết liệu có thể khiến cho huyền mãng lân của mình có cơ hội tăng lên, đạt tới mạo tử kim nữa hay không Trung Nguyên tự hỏi trong lòng. Nếu như huyền mãng lân có thể đạt tới mạo tử kim, thì trẻ em ngay cả cao thủ cảnh giới thái sơ cũng không thể phá được phòng ngự của hắn. Lúc này, trong lòng Trung Nguyên cũng dâng lên một tia hứng thú. Chẳng lẽ với năng lực của muội thì không thể đi tới được tòa kim trì kia hay sao? Trung Nguyên hỏi, hiển nhiên có thể được xưng là một trong những kiêu tử đỉnh tiêm của thương mang đại lục thì năng lực của lục la không thể yếu một chút nào khuôn mặt nhỏ nhắn của lục la nhan lại như mướp đắng nói nghe nói ở gần cái kim trì kia có không ít nguyên thú tứ phẩm vài ngày trước muội mới tới gần thì liền gặp phải một con quả thực là quá vất vả mới có thể cùng tiểu hàn liên thủ đánh bại nó kết quả là con súc sinh kia trực tiếp gọi tới ba con nguyên thú tứ phẩm khác nhiều nguyên thú tứ phẩm như vậy trung nguyên nghe vậy cũng hơi cảm thấy chấn kinh bình thường mà nói thì nguyên thú tứ phẩm cũng được coi là bá chủ một phương ở trong nơi thánh tích chi điện này làm sao mà chúng lại hội tụ ở xung quanh nơi đó muội cũng không biết được nghe nói trước kia ở nơi này cũng không có nhiều nguyên thú tứ phẩm như vậy không phải muội chính là cái gì mà thú tâm thông minh giả hay sao tại sao lại không giao tiếp cùng với lũ nguyên thú đó chu nguyên nói trên khuôn mặt nhỏ nhắn của lục la cũng tràn đầy vẻ buồn bực nói thế mới chết cơ chứ bình thường thì dù cho có gặp phải nguyên thú tứ phẩm muội vẫn có thể nhờ vào việc giao tiếp cùng với nó mà thông qua thuận lợi thế nhưng không hiểu sao nguyên thú ở nơi này lại hoàn toàn không thể kết nối được với muội bất quá có lần muội cũng giao tiếp được với một con nguyên thú từ đó đạt được một chút tin tức tin tức gì lục la hơi do dự một chút cuối cùng cẩn thận từng ly từng tí mà nói dường như còn có một con cầm đầu những con nguyên thú tứ phẩm kia chính là con đứng đầu này đã gom bọn nó từ những nơi khác tụ tập lại với nhau trung nguyên mở to hai mắt nhìn lấy lục la bên trên những con nguyên thú tứ phẩm này vậy mà lại có một con thủ lĩnh vậy thì nó lại ở đẳng cấp cao tới mức nào loại bảo vệ như thế này thì còn ai còn dám xông vào bên trong cơ chứ kết thúc tập này ở đây nha mọi người nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé cảm ơn mọi người